Mở đầu bản tin xin được tiếp tục thông tin về vụ việc 40 người Việt Nam bơi qua sông để chạy trốn khỏi casino tại Campuchia. Và sau khi làm việc với các cơ quan chức năng, một số lao động đã kể lại họ bị đánh và trích điện nếu không lừa được khách và làm đủ chỉ tiêu lừa đảo mà các đối tượng ở casino giao cho. Theo một số nhân chứng kể lại, mỗi ngày họ phải làm việc đến 15 giờ hoặc bị bán vào các sòng bài, bị đánh đập tra tấn đòi tiền chuộc nếu muốn trở về Việt Nam. Nhiều người còn bị trích điện khi không thực hiện được đủ chỉ tiêu. Nhiều nạn nhân còn kể lại những đối tượng bên casino hành hung đánh đập dã van cả phụ nữ và với bất kỳ ai khi họ không hoàn thành nhiệm vụ. Không chịu nổi môi trường đầy áp lực và bị đối xử thậm tệ, các nạn nhân đã bàn bạc tìm cách trốn về Việt Nam. Công an tỉnh An Giang cho biết qua lời khai của các nạn nhân và tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Công an tỉnh An Giang cho biết có tổng cộng 42 người đã tháo chạy từ casino này. Tuy nhiên trong lúc bơi qua sông thì Đỗ Mạnh Hùng 16 tuổi ngụ ở Con Tum thì bị mất tích. Một người là nam tên là Nguyễn Tuấn Hải 25 tuổi ngụ ở Gia Lai bị bảo vệ casino giữ lại. Đối với người bị bắt lại thì công an đã can thiệp và bàn giao người này lại cho Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Hiện vẫn còn 11 người Việt Nam trong casino ở tỉnh Canada. những người này thì không có giấy tờ hợp pháp và phía công an tỉnh An Giang cũng đã yêu cầu phía bạn bàn giao lại cho Đại sứ quán. Hiện công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ bà Nguyễn Thị Lệ 42 tuổi và ông Lê Văn Danh 34 tuổi. Hai người này tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Và theo thỏa thuận, khi mà đưa người chót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công là 100.000 đồng một người.